Rồi chào Ba Phi, chào lại tất cả các bạn nha. Quay lại kênh dư kênh giải trí tổng hợp của Ba Phi các bạn. Hôm nay cũng có ở ngoài cha vợ, em vợ làm dịch sim các bạn. Trước hình nó cũng làm món cũng các bạn cũng đã biết rồi. Tại nó kinh dị. Nó khoái ăn món kinh dị. Ba Phi thì Ba Phi ăn món đó không được. Món tí cành với món gì rồi chút sẽ làm sao. Rồi, nấu lông xong rồi để đi vô trong cắt cho nó sạch. Chúc làm món gì các bạn sẽ biết nha. Chuẩn bị mớ rau các bạn. Nguyên liệu có hành, ớt, nguyên liệu rau thơm. Rau thơm là chủ yếu. Di hun quế, ngò. Nói chung là các loại rau thơm. Đây. Cái kênh mà bữa hổm đi giao lưu là cái kênh nó làm đúng bài bản á. Sao? Để thấy đi từ đầu tới cuối này kia nhiều dẫn rồi nói chuyện có lý chứ bộ. Ai? Cái thằng gì mà nó trường coi trong bé đó. Người quê. Bây giờ bắt đầu mình ra làm sao á nha các bạn. Trong đoạn này tới trong đoạn kia rồi bắt đầu giờ mình ra làm sao. Bắt đầu chưa ra Trung Quốc. Bắt đầu cái. Ai người? Giờ nó nhỏ sao mà dính làm con nhiều quá là giờ hai đứa bắt rận. Không phải cái này là tại là con vịt này là con vịt sim cho nên lông con thì mình không biết nhưng mà nhỏ lông nhỏ nhỏ mình thấy nó màu đen nên giờ mới nhổ cho sạch. Đừng có lắc, đi im đi, đừng có lắc. Đừng có lắc hả? Lắc nhỏ không có được nè. Vậy anh lắc không à? Đây đi không nhỏ mà cái vật dưới không vậy nó tao đắp vậy tao nhỏ đi. Hết rồi. Vậy hết. Bảo nó không có ăn cái đùi. Nó ăn chỗ nào mà nó nhỏ nó mới ăn. Nó nhỏ nó mới ăn. Mà nó ăn nó mới nhỏ chứ. Nãy ăn rồi cha. Ông ngoại hỏi em trả lời con. Dịch cò quá. Ủa mà sao nãy còn mấy con không bắt hết luôn đi. Bắt qua. Bắt rộng nó để mốt đi mất hết ráo vậy. Qua gì không có được clip bắt dịch bay cắm đầu cắm cổ. Không ai clip đó đúng rồi có cảnh bắt dịch thì quay cũng ngon chứ bọn. Quay ghép vô này luôn. Bắt con nữa mai làm cái clip gỏi vịt nhảy. Hai ăn. Bảo chú hai mày ăn. Thôi. Tại hai mày mua đi tám mày dứt luôn à. Ta gỏi cá nhảy bình thường này gỏi vịt nhảy dám dám ăn không mai anh bỏ 200.000 ra. 200.000 sống ngay dưới lá ổi đó, đâm lá ổi nhiều vô làm gỏi đó. Có tay bắt ăn đó. Chú vô đâm lá ổi thôi chứ có gì đâu, lá ổi là chín hết. Được hết, ngon lắm, giòn. Mà lại lãi xương là lấy thịt hả bạn hả Bảo rồi xong bầm nhuyễn hả bầm nhuyễn rồi trộn tiết canh hả giờ Bảo lấy cánh lãi xương ra các bạn đừng bầm nhuyễn đừng làm tiết canh hai chú cháu nó làm xương xương không có lúc quá đập dập ra hết rồi lấy cái xương bự ra thôi rồi. Sao khóc hoài vậy? Kho rau tiên cơm mẹ đi. Dịch đã cắt mổ xẻ xong rồi các bạn. Giờ chỉ còn tiến hành là chế biến nữa. Bảo xào đậu phộng các bạn. Đen. Đậu phộng. Đen với xào cũng thứ. Bậy đen cái. Mà xào giờ có bỏ chảo không? Xào có nước còn này đen có queo mà. Thì nó cũng giống giống nhau. Kệ. Nha, bị vớt ổ rồi ta. Thấy em vợ bàn tay điều luyện các bạn bằng thịt giống như mà bầm cái gì đó nước
săn rồi hả Tài? Chín luôn. Chín luôn hả? Chín rồi, phải sống rồi. Vịt này là luộc lấy nước chút đổ vô cái tí canh nha các bạn. Pha vô. Chứ nhưng mặn mặn á. Mặn tí cái mặn sẵn rồi đó. Lấy một chai nước mắm với lại nước mắm với lại chanh nữa rồi mà không sống. Không mà ủa mà sao nãy không thấy rau đâm? Hả? Này đâu có rau đâm đâu hả? Dạ không chơi rồi. Để bớt cùng mình thứ đi. Ủa? Chanh còn ra, còn hai trái hả? Thì đủ ta. Nói chung mà giờ này nó cũng đã tối rồi cho nên nó hạn chế. Chưa có clip hoàn chỉnh. Để bát đi, bát 1, bát 2, bát 3 đi, bữa nào hoàn chỉnh tôi tính để cái clip hoàn chỉnh. Đây là món vịt rô ti các bạn, rô ti nước dừa. Giờ cho nó săn lại mới đổ nước dừa vô. Giờ đổ nước dừa vô các bạn. Thôi, lắc lửa lên. Bạn. Còn đây là tiết canh nè, xào đã chín rồi các bạn. Giờ chỉ cần bày ra dĩa đổ tiết vô thôi. Giờ cũng xong rồi các bạn. Là món tiết canh với món khịa các bạn. Giờ dọn lên là chuẩn bị là mà nước không. Cháp thôi các bạn. Tiết canh đông luôn nha. Rồi các bạn dọn nha. Canh kiểu miền Bắc nha, đông cứng luôn nha. Chụp làm bánh bìa luôn. Nhìn hấp dẫn quá hả? Bảo né rồi gói chút xíu bảo dính cộng lông. Món này hấp dẫn chưa? Đông cứng ngắt luôn á. Thấy đổ rau kia xuống ai ăn thêm rau cặp. Lao cái này cái nữa là sao? Mắm không hỏng cắt ớt hả? Quýu rồi ớt. Có hai chú cháu này nha các bạn. Hai chú cháu nó làm đâu có chai lít vậy nè. Hai người mà làm chai ngày nhậu ai mà chịu nổi. Cái bao phi là bó tay BT. Hết rồi ta. Bao phi là nhậu mồi không rồi các bạn. Mày bảo đó, review miếng tí canh nha các bạn coi coi. Chứ bao phi món đó review không được. Không không hà. Thấy bảo không ăn giúp chém mà thấy cũng thấy mà đó, bảo nè các bạn múc chén giờ dắt chanh vô dầm cái mỏ dính máu nè bỏ miếng gà rồi bỏ rau bỏ hành rồi vô hành là phải nhắc khúc đầu luôn ăn nó cái theo review rồi ăn phải đúng, ăn vậy đúng, đúng. Ngắt khúc hành luôn là bảo khúc hành rau đừng sắc nhẹ quá để vô vậy đó để nguyên khúc vậy luôn rồi review thử coi biết ăn như thế nào đi hai mẹ cái này đâu có trộn đặt vòng ngoài vòng trong tại miếng sao nó còn rút nước ngon ngon có mùi gì không có ngon lắm ngon lắm ừ. Mát hành đặt cái xương sáo là chứ bộ ăn nó heo ngon thấy đông như xương sáo tiến xuống ăn đi bảo review xong giờ tới tài review các bạn tài review không hỏng béo mà thì xuống không làm miếng tắc canh tí bạn không khó giờ kiếm cái ăn khè nè
Bài bỏ ớt từ giờ ớt chăm dặn nhau viên chén luôn. Mời các bạn nha. Thấy ba Phi nhìn thấy thèm quá bảo Phi chép đậu phộng nó béo ớt nó cay xanh nó chua cay chua ngọt nồng cái vị nào cũng có hôm nay tất các bạn. Rồi review làm mà bạn hớp đi cho nó tiêu rồi vô cái đâu nhậu đâu hớp. Cái ly để làm gì vậy? Mùi vị cuộc sống nó cũng thơm giống như y như cây rau này nè. Mình nghĩ nó thơm nó sẽ thơm rồi. Quá ngon. Dạ ba Phi với ngồi đây là nhìn hai chú cháu nhậu không các bạn. Cái ba Phi không làm gì á. Nói chung tập 1 không được ngon bằng tập 2. Cháu đó mà chú cháu nó làm hết là cũng hay dữ à. Mốt lên thánh thành thánh ăn tiết canh luôn nè. Mới đầu hành nè. Mấy ăn này không? Húp lọt lọt các bạn. Ngon. Nói chung ai sợ sạch cái thịt rồi trong đây chín hết đó. Chỉ có cái tiếc là cái màu hồng cầu, cái hồng cầu thôi. Bạch cầu lấy đi hết à. Nhắm miếng vô nha, mời các bạn nha. Bảo bảo thấy ngứa rồi. Bảo thấy ngứa rồi. Ngứa. Dùng cái nước luộc thịt nó rút nó rõ ra hơi nhiều. Gì vậy lắm kìa. Gì? Dạ. Sao? Kìa. Kìa quá ăn đúng. Mà mình không review được cái món tiếng Anh và mình review cái món khè nha các bạn. Nước dừa luôn á, khè nước dừa. Đây. Rồi mời các bạn nha, mình review món khè nha. Ngọt, ngọt từ nước dừa. Nãy giờ cho bảo niêm. Quá ngọt. Hai con niêm á. Không vừa ăn. Trúng miếng gan nó bùi bùi nó đảo quá. Ăn chanh nhiều quá mà tiết bầm đen. Thôi thôi thái sạc ca. Đấy đã thèm. Chảo tiết canh với dịch rô ti hai chú cháu nó cạn đó các bạn. Thấy bánh kem nha, mấy nhà con á. Tới đây ba Phi cũng chào tạm biệt tất cả các bạn nha, hẹn các bạn video tiếp theo nha. Chào các bạn nha, hẹn gặp lại.